diễn ngay bây giờ trên sân khấu là thí sinh Huy Thanh Vân Lậu, đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 24 tuổi. Đó, người đẹp đến từ Bạc Liêu, Mộc Trà. Xin Mộc Trà hiện nay 21 tuổi là lứa tuổi đẹp nhất của người con gái à. Nóng bỏng trên sân khấu bây giờ là Sang Sang, đến từ Bắc Ninh, 26 tuổi. Cùng chào đón người đẹp đến từ Bến Tre với nhan sắc vượt mọi giới hạn, bé Ba 18 tuổi. Cực kỳ ấn tượng, đến từ Cà Mau, Huy Nhiệm, 22 tuổi. Chào đón thí sinh đến từ Đắk Lắk, Cầu Cầu, 30 tuổi. Chào đón tà áo vàng cực kỳ xinh xắn, người đẹp ẩn ẩn đến từ Đồng Nai, 31 tuổi. Cực kỳ nóng bỏng,
ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón Hương Hỏa đến từ Đồng Tháp. Hãy cùng chờ đó, nhà Vi, 24 tuổi, đến từ Hà Mời quý vị cùng nhìn ngắm lại top 9 thí sinh đầu tiên trong trang phục dạ hội. Một cô gái duyên dáng đến từ Hà Nội, Cẩm Nhung. Quyền lực ngay bây giờ trên sân khấu, hãy cùng chờ đón Diễm Phương Khánh Hòa, 29 tuổi. Tuổi nhất của chúng tôi đến từ Lâm Đồng, thí sinh Trầm Tuấn. To be afraid.
tuổi đến từ Sóc Trăng. When they're all running for the door, and I won't sit down, won't back out. You can't ever shut me up, 'cause I'm on a mission and I won't quit now. In a world full of followers, I'll be a leader. In a world full of doubters, I'll be a believer. I'm stepping out without a hesitation, because the battle's already been won. I've sold out, I'm no longer living just for myself. Cùng trang trọng là thí sinh đến từ Thừa Thiên Huế, Mây Trường, 27 tuổi. Giờ trên sân khấu là thí sinh Trúc Ly, 25 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ hãy cùng đến với một nhân vật vượt thời gian, đến từ Vĩnh Long, thí sinh Na Kim Quyên. Của chúng ta. Lộng lẫy, tuyệt vời đúng không quý vị? Phải nói là các trang phục dạ hội mà các nhà thiết kế đã mang đến cho các thí sinh của chúng tôi thật sự rất tuyệt vời. Và thay mặt đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, Minh Khắc xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nhà thiết kế đã luôn đồng hành cùng đoàn Lô Tô và cũng như là các thí sinh của chúng tôi. Và sau khi kết thúc phần thi dạ hội thì Minh Khắc xin được phép giao lưu một chút xíu với ban giám khảo của chúng ta được không ạ? Chị Crazy Nhóc ơi, sao em? Dạ, chị sau phần thi của hai top thí sinh thì chị cảm thấy thế nào ạ? Thấy mệt. Thấy mệt. Tại vì đợi lâu quá. Nói đùa cho vui vậy thôi thì thật sự là Nhóc cảm thấy rất là bất ngờ luôn á. Bởi vì đây là một cái chương trình, một cái giải trí, có thể là một cái sân chơi cho các bạn. Nhưng mà Nhóc cảm thấy được cái sự đầu tư rất là chuyên nghiệp, chỉnh chu của các bạn. Cái điều đó là cái điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Và hy vọng là với cái đà này thì chắc chắn Sài Gòn Tân Thời sẽ cho ra nhiều cái chương trình hơn nữa để giúp cho các bạn có thể là có một cái sân chơi để trải nghiệm. Và đó cũng là giúp cho các bạn có những cái kiến thức sau này, biết đâu được thì các bạn sẽ hướng tới những cái chương trình lớn hơn, chẳng hạn như MIQ sẽ vươn ra thế giới nữa. Thì đây nó giống như là một cái mà để cho các bạn thực tập, rồi các bạn sẽ gom góp những cái kỹ năng, kiến thức để có thể sau này bước ra những cái sân khấu lớn hơn nữa. Hy vọng là chúc các bạn sẽ càng ngày càng thành công hơn rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Crazy Nhóc. Và kính thưa quý vị, tuy nói rằng đây chỉ là một sân khấu giải trí, nhưng mà phải nói rằng là với tất cả các bạn thí sinh ngày hôm nay, khi thi là thi thật. Nếu như mà quý vị được có cơ hội đứng ở đằng sau cánh gà thì quý vị sẽ hoàn toàn cảm nhận được sự hồi hộp của từng thí sinh. Cho nên là khi các bạn bước ra đây, nếu như có một chút gì đó sơ sót thì rất mong sự bỏ qua của tất cả quý vị. Và một tràng pháo tay nữa cho top 2 thí sinh vừa rồi được không ạ?